Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 266, Đại kết cục 6 Tại Sóc Kinh, mùa xuân đã qua, trung thu cũng đã trôi qua, gió ngày càng lạnh, mùa đông đang đến gần. Quân ô thác đã hoàn toàn thất bại, trận chiến này gây tổn thất nặng nề, trong 10 năm tới, không thể nào có khả năng đe dọa Đại Ngụy. Tin chiến thắng từ Cửu Xuyên, Cát Quận, Vân Tri và Tịnh Giang truyền về Sóc Kinh, khiến vô số dân chúng vỗ tay mừng rỡ. Giữa niềm vui chiến thắng, cũng có những chuyện buồn xảy ra, ví dụ như Quy Đức Trung Lang tướng Yến Nam Quang đã hy sinh. Khi tin tức truyền về Sóc Kinh, đến tai Yến gia, mẹ của Yến Hạ ngất xỉu tại chỗ, còn vợ của Yến Hạ, Hạ Thừa Tú, sinh non. Có lẽ vì quá đau buồn, lúc sinh nở cực kỳ nguy hiểm các bà đỡ đều bó tay trong giây phút nguy kịch cha của lâm song hạc lâm mục đã dẫn nữ đồ đệ tới và chỉ đạo cô giúp đỡ hạ thừa tú sinh con từ trên xuống dưới nhà họ yến đều tụ tập ngoài phòng sinh nghe tiếng rên yếu ớt của hạ thừa tú và nhìn từng chậu máu được mang ra không khỏi kinh hãi yến lão gia người chưa bao giờ tin phật đã đi vào từ đường nhà mình quỳ trên đất cầu nguyện cho mẹ con thừa tú được bình an trong phòng chán hạ thừa tú ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt đau đớn, cảm thấy sức lực toàn thân đang dần biến mất. Trong tình trạng hấp hối, nàng vẫn cảm nhận rõ nỗi đau trong lòng, nỗi đau ấy vượt qua mọi đau đớn trước mắt, khiến nàng thở cũng khó khăn. Yến Hạ đã hy sinh trên chiến trường, là vợ của một võ tướng, từ ngày gả cho Yến Hạ, nàng nên chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Chiến tranh tàn khốc, chiến trường thay đổi trong chớp mắt, không ai có thể đảm bảo mình sẽ sống sót. Hạ Thừa Tú đã nhiều lần nghĩ rằng, khi quyết định làm vợ hắn, khi đối mặt với ngày này, nàng nên bình thản, dù trong lòng có bao nhiêu khó chịu, trên mặt vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi ngày này thực sự đến, nàng mới nhận ra mình yếu đuối hơn nhiều so với tưởng tượng. Người đàn ông đó trong mắt người ngoài có vẻ dữ dằn, tính tình không tốt, hay khiêu khích, nhưng từ khi thành thân, chưa bao giờ nói lời nặng với nàng. Hạ Thừa Tú cảm ơn trời xanh vì mối lương duyên này, điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cuộc đời không có gì là chắc chắn, mây dễ tan, thủy tinh dễ vỡ, chính vì quá viên mãn nên mới ngắn ngủi như vậy. Trong cơn mê man, nàng dường như thấy bóng dáng quen thuộc, yến hạ trong bộ áo bảo bạc, cầm trường thương, giống như từ ngoài trở về, mang theo phong trần, nhìn nàng với ánh mắt quen thuộc, cười đắc ý, khoe khoang như những lần trước sau mỗi trận thắng. Yến hạ giơ tay về phía nàng, hạ thừa tú ngây dại nhìn hắn, vô thức muốn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn nữ y tá bên cạnh thấy sắc mặt nàng hốt hoảng kêu lên yến phu nhân hãy chịu đựng đừng ngủ đừng nản lòng rồi quay đầu nhìn về phía rèm vội hô sư phụ yến phu nhân không ổn rồi lâm mục phía sau rèm lo lắng hô lên yến phu nhân nghĩ đến đứa con trong bụng chẳng lẽ ngươi không muốn thấy hình dạng của hắn không muốn nuôi nấng hắn sao vì đứa con của ngươi yến phu nhân ngươi cũng phải kiên cường đứa con như trong cơn hỗn độn một tia sáng lóe lên đứa con mộ hạ nàng mở choàng mắt đứa con này là của nàng và yến hạ trước khi ra đi yến hạ đã từng xin lỗi nàng vì không thể ở bên cạnh hắn mong con là một bé gái nhưng dù là bé trai cũng sẽ yêu thương hết mực giống như bao lần tưởng tượng trong lòng hạ thừa tú đã nhiều lần miêu tả gương mặt của đứa con này nếu là bé trai sẽ giống yến hạ mắt to mày rậm khi phách người người nếu là bé gái sẽ giống nàng dịu dàng Thanh tú, nhu mì và đáng yêu. Mình còn chưa thấy mặt đứa con này, sao có thể buông tay rời đi? Không thể, Hạ thừa tú bỗng tỉnh táo, nàng không thể, ít nhất bây giờ không thể chìm trong đau khổ. Nàng là vợ của Yến Hạ, cũng là mẹ. Ồ, wow, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong viện nhà Yến. Yến lão gia đang cầu nguyện trong từ đường giận mình, rồi nước mắt trào dâng. Nữ y tá cười nói: Chúc mừng Yến phu nhân, chúc mừng, là một bé trai. Lâm Mục phía sau rèm thở dài. Khi tin tức từ các quận truyền đến, ông cũng đau lòng cho Yến Hạ. Lâm Song Hạc không cứu được Yến Hạ, nhưng ít nhất ông đã cứu được con của hắn. Hạ thừa tú kiệt sức, tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt, trong cơn mê man, nàng lại thấy Yến Hạ. Nam tử cười ấm áp, như hàm chứa chút áy náy, nói. Thật xin lỗi. Nước mắt Hạ thừa tú trào ra, nàng đưa tay muốn chạm vào người trước mặt, hắn lại cười. Thừa tú, ta đi đây. Nam Quang. Nam nhân xoay người, bước đi tiêu sái, bóng dáng dần khuất hẳn trong mắt nàng. Khi hạ thừa tú sinh con được đầy tháng, tiêu giác dẫn quân Nam Phủ hồi kinh. Triều Khang Đế vô cùng vui mừng, ban thường nhiều vô kể, triều thần âm thầm suy nghĩ, nhìn ý nghĩa của tân đế hiện tại là muốn trọng dụng phong vân tướng quân. Một triều đại mới, bây giờ từ kính phủ không còn, ngày sau đại ngụy tiêu gia sẽ quật khởi một lần nữa. Triều thần có nhiều suy nghĩ, nhưng dân chúng không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ biết phong vân tướng quân là người đã giành chiến thắng lớn trong cuộc chiến gian nguy tại Vân Truy. Sau khi tiêu giác hồi kinh không lâu, hủ uy tướng quân cũng dẫn quân từ tỉnh Giang trở về. Đến lúc này, chỉ còn lại hòa yến dẫn binh phủ Việt quân và yến gia quân chưa trở về. Dù chưa trở về, mọi người cũng biết đó chỉ là chuyện sớm muộn, vì cửu xuyên và các quận đều đã được thu phục, tính theo thời gian, giờ này họ nên đang trên đường trở về kinh. Hòa Vân Sinh mỗi ngày dậy sớm hơn, ngoài giờ học, hắn còn dậy trước bình minh để lên núi Đông Hoàng đốn củi. Hiện tại, gia đình hắn không cần khổ cực như vậy để sống, Hòa Vân Sinh đốn củi không phải vì cuộc sống, mà muốn rèn luyện bản thân ngày càng giỏi hơn. Nếu một ngày nào đó, hắn có thể giỏi hơn Hòa Yến, khi Hòa Yến ra trận, hắn cũng có thể cùng đi. Mỗi ngày sau giờ học, hắn đều chạy đến tiêu gia, mỗi ngày gặp tiêu giác, câu hỏi đầu tiên là Tỷ phu, có tin tức của tỷ ta không? Tiêu giác luôn lắc đầu, lạnh lùng nói. Không có. Không có, câu trả lời khiến người nghe uể hoài. Cát quận đã chiến thắng, nhưng Hòa Vân Sinh biết rằng Hòa Yến bị trọng thương trong chiến trận, sau đó không có tin tức gì về nàng, dù có tin cũng không rõ tình hình của nàng. Hòa Vân Sinh chịu đựng, không dám nói với Hòa Tuy vì sợ Hòa Tuy lo lắng. Nhưng Hòa Vân Sinh vẫn mong mỗi ngày sẽ có tin tốt. Không lâu sau, Bạch Mộ Vi cũng sinh một cô con gái. Tiêu Cảnh vô cùng vui mừng, năm đó Tiêu Gia gặp chuyện, Bạch Mộ Vi bị bệnh, mang thai lần này rất khó khăn, giờ mẹ con bình an, cũng là một chuyện tốt. Trình Lý Tố và Tống Đào Đào đến thăm Bạch Mộ Vi, mang theo nhiều quà. Lúc này, Tiêu Gia được Chiêu Khang Đế coi trọng, những người thân ngày xưa lại nhớ đến. Tình cũ. Của... Trình Lý Tố mang vài vóc và thuốc bổ mà mẫu thân gửi cho Tiêu Gia, sau khi nhìn quanh không thấy Tiêu Giác, liền hỏi Tiêu Cảnh. Đại cứu. Tiểu cứu không có ở phủ sao? Đã lâu rồi hắn không gặp tiêu giác. Tiêu cảnh giật mình. Lúc này, hắn có thể đang ở từ đường. Trình Lý Tô đứng dậy, nói. Ta đi tìm hắn. Rồi chạy như bay. Hắn và tiêu giác tình cảm thân thiết. Tiêu cảnh và Bạch Mộ Vi không ngạc nhiên. Nhưng Tống đào đào hỏi Bạch Mộ Vi. Tiêu đại nãi nãi, có tin tức gì của Hòa Đại Nhân không? Bạch Mộ Vi nghe vậy, thở dài, lắc đầu. Tống đào đào cũng thất vọng. Bên kia, Trình Lý Tố chạy đến cửa từ đường. Thời tiết ngày càng lạnh, lá rụng đầy trong viện, trên ngói phủ một lớp xương trắng, hắn nhẹ nhàng bước vào, thấy một thanh niên đứng chắp tay trước bài vị. Mặc áo dài màu lam đậm, trông hắn lạnh lùng và xa cách, ánh mắt nhìn bài vị bình tĩnh và ổn định. Trình Lý Tố nhớ lại, nhiều năm trước vào một buổi chiều mùa hè, mưa kéo dài, hắn cũng đứng như vậy, vì truy đuổi một con mèo hoa mà vô tình vào nơi này phát hiện một thanh niên lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự ôn nhu mà người đời khó thấy thanh niên cất tiếng người núp phía sau làm gì trình lý tố sững sờ khi bị phát hiện hắn bước vào gọi cứu cứu tiêu giác không nhìn hắn từ nhỏ hắn đã quen mỗi khi bất an bực bội khó nhẫn nại hắn đến đây thắp ba nén hương sau đó mọi thứ lại bình thường sự bất an hoảng sợ của hắn không thể để người ngoài thấy như lúc này vẻ yên tĩnh che giấu cơn sóng dữ bên trong. Cứu cứu, người lo lắng cho cứu mẫu sao? Trình Lý Tố hỏi, tiêu giác im lặng, thật lâu sau, đến mức Trình Lý Tố tưởng tiêu giác không trả lời, tiêu giác nói. Đúng, Trình Lý Tố nhìn hắn. Ta chỉ mong nàng mạnh khỏe. Từ phòng của Bạch Mộ Vi bước ra, Tống đào đào trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng đã biết tin về Hòa Yến, cũng rất lo lắng. Mặc dù nàng từng buồn bã vì Hòa Yến là nữ, nhưng giờ đây, Mọi chuyện đó đã là quá khứ. Bình tĩnh mà xem xét, bỏ qua việc Hỏa Yến là nữ, nàng thật sự rất thích Hỏa Yến. Cái chết là công bằng với mọi người, nên chiến trường mới trở nên tàn khốc. Khi nhận ra sự tàn khốc, con người mới bắt đầu trưởng thành. Thiếu nữ vô ưu vô lo, phiền não lớn nhất chỉ là hôm nay châm cài tóc không đẹp, son môi mới quá nhạt, lúc này mới thật sự hiểu cảm giác bất lực. Có lẽ, nàng cũng bắt đầu trưởng thành. Một thiếu niên mặc áo xanh mặt mày thanh tú kiêu căng, giống cô nương hoạt bát kia đến mấy phần, bước đến trước mặt tống đào đào, nàng dừng bước. Hòa! Nàng nhớ thiếu niên này, là em trai của Hòa Yến, tính tình khác hẳn Hòa Yến, nhưng giữa đôi lông mày vẫn có nét kiên nghị giống chị. Hòa Vân Sinh cũng thấy nàng, có lẽ Hòa Yến biết nàng là tiểu thư nhà giàu ở Lương Châu Vệ, hoặc là khách của tiêu gia, hôm nay hắn đến tiêu gia để nghe ngóng tin tức về Hòa Yến. Nhưng vẫn không nghe được điều hắn mong muốn hắn quên tên tống đào đào chỉ gật đầu rồi định lướt qua uy tống đào đào vô thức gọi lại hòa vân sinh dừng bước nhìn lại hỏi cô nương còn chuyện gì tống đào đào ngập ngừng nghĩ ngợi rồi nói ngươi yên tâm vũ an hầu nhất định sẽ trở về bình an hòa vân sinh khẽ giật mình không ngờ nàng nói vậy lạm yên một lúc rồi nói đa tả sau đó quay đầu rời đi tống đào đào nhìn bóng lưng hắn không biết là hướng về phía người đi xa hay đối với mình, nhỏ giọng tự nói. Nàng nhất định sẽ trở về. Một đêm mù sương, cây thạch lựu trước cửa sổ, trái lựu đỏ rực, rơi trên đầu cành, trong bóng cây điểm vài đốm đỏ, ngụy hoa như lửa. Bạch quả, tiểu nha đầu đứng dưới tán cây, sáng sớm nhìn trái lựu to nhất trên cành chảy nước miếng. Viện của nhị thiếu ra lạnh lẽo, náo nhiệt nhất chính là cây thạch lựu này. Trái to nhất như chiếc đèn lồng, trông rất ngọt. Thanh Mai đi ngang qua, thấy nàng nhìn trái lựu si mê, nhịn không được gõ nhẹ lên đầu bạch quả, nói. Thèm ăn. Bạch quả định lên tiếng, vừa nhấc mắt thấy tiêu giác từ trong đi ra, vội nói. Thiếu ra. Tiêu giác nhìn nàng. Chuyện gì? Bạch quả chỉ lên cây. Ngài xem, quả lựu đỏ. Tiêu giác nghiêng đầu nhìn, trái lựu trên cây đỏ rực, như ngọn đèn trong đêm. Đỏ thế này, nhất định rất ngọt. Bạch quả gắn đầu ngón tay nói. Thanh Mai nhịn không được nói nhỏ. Thiếu gia muốn giữ quả ngọt nhất cho thiếu phu nhân, người trông mà thèm làm gì? Bạch quả nhỏ giọng. Ta biết, ta chỉ muốn nói, quả nhỏ nhất có thể để lại cho chúng ta không? Nàng nói nhỏ dần, cuối cùng không dám nói hết. Tiêu giáp đi đến cây thạch lựu, nhớ lại năm ngoái, có nữ tử từng đứng dưới gốc cây này, cố hái trái lựu. Sau đó, nhiều việc xảy ra trong kinh thành, quả lựu to nhất chưa kịp hái đã chín trên cành, nàng tiếc nuối rất lâu giờ đây trái lựu lại chín nhưng người hái vẫn chưa trở về hắn tiện tay nhặt một cục đá dưới gốc cây nhìn về phía đầu cành xa nhất ngón tay khẽ nhúc nhích cục đá bay về đầu cành trái lựu đỏ như đèn lồng rơi xuống lòng bàn tay hắn nặng chiếu, đỏ rực hắn thu tay lại với thời tiết này quả lựu cần được đặt trong giếng nước lạnh để khi hỏa yến trở về nó sẽ thật tươi ngon tiêu giác đang định rời đi xích hô từ ngoài chạy vào thở hổn hển thiếu ra thiếu ra phủ việt quân hồi kinh thanh mai và bạch quả sướng sờ rồi vui mừng định nói gì đó nhưng nhìn lên đã thấy tiêu giác không còn trong viện chỉ còn cây thạch lựu với trái đỏ rực đẹp hơn cả hoa mai sớm đông cửa thành dân chúng nghe tin chạy đến đứng chật kín hai bên đường phố phần lớn người đến đón có người nhà nhập ngũ nhiều phụ nữ nắm tay con nhỏ đứng trong gió cẩn thận nhìn xem có thấy khuôn mặt quen thuộc nếu thấy thân nhân họ không quan tâm hoàn cảnh, tiến lên ôm nhau khóc. Cũng có những cụ già run rẩy chống gậy, nhìn từ đầu đến cuối, ánh mắt thiết tha dần trở nên thất vọng. Một cuộc chiến tranh, vô số gia đình tan vỡ, chia ly và gặp lại, niềm vui và nước mắt, bi hài kịch của nhân gian, không ngoại lệ, lần lượt diễn ra. Khi tiêu giác đến, binh đội đã qua cửa thành, quân số ban đầu giờ đã giảm đi một nửa, những người còn lại mệt mỏi nhưng vui sướng, nhưng người dẫn đầu trên tuấn mã quen thuộc không có bóng dáng quen thuộc ánh mắt hắn lập tức dừng lại khải hoàn hồi chiều thành công nhận thường các công thần chủ tướng đều đi đầu không ngoại lệ nhưng giờ không có không có bóng dáng hỏa yến năm đó khi hỏa yến là phi hồng tướng quân hồi chiều khải hoàn hắn không thấy sau đó hỏa yến đùa với hắn tiêu giác sẽ có ngày ngươi thấy ta trở về trong tư thế oai hùng sau khi thắng trận nhưng bây giờ đoàn binh mã dài từ đầu đến cuối, vẫn không có bóng dáng nàng. Nhiều năm rồi, có lẽ từ khi Tiêu Trọng Vũ và Tiêu Phu Nhân qua đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí không biết mình đang ở đâu. Đám đông náo nhiệt dường như cách xa hắn, có người đi qua, không chú ý đến chàng trai thất hồn lạc phách này là đại ngụy hữu quân đô đốc, chen lấn khiến quả lựu từ tay hắn rơi vào đám đông, lăn đi mà không dấu vết. Hắn như trở lại đêm thiếu niên ấy, mọi sự bình thản và tỉnh táo đột nhiên rạn nứt, hoảng sợ đến không biết phải làm sao. Như đã rất lâu, hoặc chỉ mới không bao lâu, hắn dường như mới nhận ra mình phải làm gì, xoay người rồi ngây ngẩn cả người. Bên đường, dựa vào tường, một nữ tử trẻ, mặc y phục đỏ, bên hông đeo trường kiếm, mỉm cười nhìn hắn, tay tung một quả lựu đỏ vừa rơi trong đám người. Ai? Thấy hắn nhìn, nàng hô. Vị thiếu ra đối diện kia, ta bị thương chân, không thể đi tiếp, Phiền ngài giúp ta lên phía trước được không? Ánh mắt nam nhân trẻ vượt qua đám người, dừng lâu trên người nàng, sau đó, hắn tiến về phía nàng. Từng bước một, như vượt qua sơn hải và thời gian, trong cuộc đời dài đằng đẵng, cuối cùng tìm được nơi gặp gỡ của nhân gian. Nữ tử cười, dang rộng hai tay như muốn ôm, hắn bước nhanh tới, ôm chặt nàng vào lòng, trong phút chốc yên lặng, chỉ có trong vòng tay nhau mới trở thành sự quyến luyến dài lâu nhất. Trong đám đông, có người vui mừng có người rơi lệ, có người gặp lại, có người chia ly. Họ giữa thiên địa náo nhiệt, dựa sát vào nhau, dù ngàn vạn sự việc, không nói lời nào. Thanh niên trong trang phục đẹp, nhẹ vỗ đầu nàng, lòng bàn tay ấm áp khiến Hỏa Yến hốc mắt như bị phỏng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Đã lâu không gặp, Tiêu Đồ Đốc, nàng khẽ nói, nhân gian nam bắc cách biệt, sinh lão biệt ly, biết bao may mắn, họ luôn có thể gặp gỡ, gặp lại. Chương 267 kết thúc. Trong cuộc chiến giữa Đại Ngụy và Ô Thác, cuối cùng Đại Ngụy đã giành chiến thắng. Sau khi Ô Thác thất bại, quốc chủ Ô Thác đích thân viết thư xin hàng, cử hoàng tử và sứ giả đến Đại Ngụy xin lỗi. Ông hứa rằng trong tương lai trăm năm sẽ không chủ động phát binh, sẽ kết minh và trở thành nước phụ thuộc của Đại Ngụy. Họ cũng để hoàng tử ở lại Đại Ngụy làm con tin, biểu lộ sự quy phục. Triều Khang đế rất vui mừng dẫn binh đến chiến trường và ban thưởng cho các tướng sĩ, đặc biệt phong Vũ An Hầu Hỏa Yến lên chức quan tam phẩm, ban tên Quy Nguyệt. Từ đó về sau, nàng trở thành nữ tướng quân chính thức đầu tiên trong lịch sử đại ngụy. Trong sân, Hòa tuy nhìn đống lễ vật chất đống trước cửa mà lo lắng. Vài vóc và thóc gạo có thể để lâu, nhưng những trái cây này thì sao? Nhà mình ít người, chắc chắn không ăn hết sẽ hỏng mất. Hòa vân sinh nhìn qua và nói. Đưa cho nhà tỷ phu đi, Nhà tỷ phu đông người Nhưng mà, cha à Lo lắng về việc ăn hết hay không thật là xem thường khả năng ăn của Hòa Yến Con dám nói thế về chị con sao Hòa tuy vỗ vào vai hắn Mau đem bát canh này qua phòng bếp cho Yến Yến Hòa Vân Sinh liếc mắt rồi miễn cưỡng đi về phía phòng bếp Hòa Yến đang ngồi trong phòng xem bài tập mới nhất của Hòa Vân Sinh Tiêu giác ngồi cạnh cô Hiện tại cô di chuyển rất khó khăn do vết thương ở đùi chưa lành Dù vậy cô không phải là người chịu ngồi yên, mỗi ngày đều bị Bạch Mộ Vi và Hòa Tuy nhắc nhở không dưới trăm lần. Khi cô đang ngồi, Hòa Vân Sinh từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một chậu xứ, đặt trước mặt Hòa Yến và nói giận dữ. Cha tự tay hầm canh xương cho chị, uống đi. Tại sao lại là canh xương hầm nữa? Hòa Yến nghe vậy thì mặt mày nhăn nhó. Cô vốn không kèn ăn, nhưng không thể chịu nổi một ngày ba bữa đều là canh xương hầm. Nhìn bát canh to hơn mặt, dạ dày cô gần như phát ngán. Chị không phải bị thương chân sao, cha nói ăn gì bổ nấy, chị nên bồi bổ thêm. Ngừng một lúc, hắn không thể nhịn được mà nói tiếp. Người ta bảo thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng trăm ngày, chị bị thương ở đùi, không nên chạy lung tung, nên ở nhà tĩnh dưỡng. Hoàng thượng đã cho chị nghỉ, sao chị không lo cho sức khỏe của mình chút nào? Hắn cứ lại nhảy không ngừng, còn hơn cả hòa tuy, hòa yến không thể chịu nổi nữa, liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía tiêu giác nhưng anh ta lại chỉ ngồi đó bình thản uống trà dường như không thấy sự quẫn bách của cô hòa vân sinh nói xong quay sang hỏi tiêu giác anh rẻ anh thấy em nói có đúng không tiêu giác điềm tĩnh trả lời không sai chị có nghe thấy không hòa yến hòa vân sinh cảm thấy mình có người ủng hộ nên càng mạnh mẽ chị hiểu ra chút đi chị không nói nữa chị không ăn thì em đưa cho hương hương ăn Hòa Vân sinh nói một trận cho Hà Lòng, rồi nói tiếp uống hết bát canh này cha tự tay nấu không để thừa một giọt rồi bước ra cửa Hỏa Yến thấy hắn đi ra nhìn chăm chăm bát canh trước mặt cuối cùng quay sang tiêu giác tiêu giác không được anh ta trả lời rất lạnh lùng Hỏa Yến nhìn anh ta cảm thấy đau đầu tiêu đô đốc anh đúng là công tư lẫn lộn chuyện đã qua lâu rồi còn giận sao anh ta nhướng mày tôi không giận Hỏa Yến nhìn anh đột nhiên nhớ lại lần tiêu giác giận dữ lần trước, lúc đó là trong doanh trại tại cát quận. Hôm đó, nàng dẫn hai nghìn binh sĩ giả hàng, trong quân yến ra có người bị ô thác khiêu khích, bộc đồng một lúc khiến kế hoạch thay đổi, nàng trong thành đoạt đao của ô thác và cùng họ chiến đấu. Binh mã ngoài thành không vào được, có người phải mở cửa thành. Nàng cùng Giang Giao và Vương Bá vừa tiến vừa chiến về phía thành lâu. Tướng sĩ không thể chiến đấu một mình, kẻ ít không địch nổi đông, sẽ bị rơi vào thế yếu, muốn tiến về thành lâu sẽ bị biến thành bia ngắm hỏa yến cũng bị thương cô bị đao của ô thác chém vào chân vết đau sâu thấy xương mỗi bước đi vết thương kéo căng cơ bắp đau nhói toàn thân vương bá và giang dao đều lo lắng cô không trụ được lâu nhưng cô lại kiên trì nổi cuối cùng cửa thành cũng mở binh mã ngoài thành vào được họ giành chiến thắng lúc xuống ngựa đùi phải của hỏa yến đã mất cảm giác vết thương chảy máu lâu nhuộm đỏ quần áo vải và dính vào thịt khi kéo ra da, da thịt cũng rách theo nhìn mà dùng mình khi lâm xong hạc thấy vết thương của hỏa yến mặt anh tái nhợt anh đưa cô về doanh trướng lúc đó hỏa yến đã mất nhiều máu nằm trên giường buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt trong lúc hỗn loạn cô chỉ nghĩ xong rồi không sống nổi mà trở về tiêu giác chắc chắn sẽ giận thật ra cô không sợ tiêu giác giận vì anh tuy dễ giận hơn cô nhưng cũng dễ dỗ nhưng cô lại sợ tiêu giác thật sự tức giận, vì cô biết, anh chưa bao giờ thực sự giận cô. Lâm song hạc đã cứu cô khỏi nguy hiểm, mạng cô được bảo vệ. Nhưng dù giữ được mạng, nếu không nghỉ ngơi tốt, cô có thể không giữ được chân mình như trước. Hỏa Yến mặt tái nhợt, cười với anh. Khó mà nghỉ ngơi được, trận chiến còn chưa kết thúc mà. Giống như Yến hạ trước khi Lâm Trung, biết rõ hoạt động mạnh sẽ làm độc lan nhanh, trở thành bùa đòi mạng, nhưng vẫn muốn dẫn thương ra trận. Hỏa Yến cũng vậy, lúc này là thời điểm mấu chốt, nếu không nắm lấy cơ hội, để Ô Thác phản công sẽ rất phiền phức. Cứ băng bó nhanh cho tôi." Hỏa Yến nói, cố gắng đừng để ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của tôi. Không sợ chân cô, cùng lắm thì chỉ là một chân quẻ thôi." Hỏa Yến cười nói, hơn nữa, không sao đâu. Cố gắng đứng dậy, không có gì ngăn cản cô tiếp tục sắp xếp chiến sự. Lâm Song Hạc từng nghĩ rằng Hỏa Yến sẽ không giữ được chân. Nhưng cuối cùng Hỏa Yến vẫn may mắn hơn Yến Hạ một chút. Từ các quận về Sóc Kinh, Lâm Song Hạc dùng hết kiến thức của mình để chữa trị cho Hỏa Yến. Ban đầu, tình trạng của cô rất tồi tệ, đến mức Lâm Song Hạc không biết viết gì trong thư. Sau đó, tình trạng của Hỏa Yến dần khá hơn, nhưng trong thư, Lâm Song Hạc vẫn nói rõ tình hình. Điều này khiến tiêu giác lo lắng suốt nhiều ngày. Tuy nhiên, vết thương ở chân này cần phải được dưỡng thương cẩn thận. Hỏa Yến nhìn anh anh thật không giận sao tiêu giác tập trung nhìn ly trà trước mặt cô bất ngờ che ngực ôi chân tôi ngay lập tức anh quay lại nhìn cô thấy cô giả vờ liền dừng lại và nói cô bị thương ở chân sao lại che ngực đau là chân đau cả tim hỏa yến u oán nhìn anh em đã rất đau buồn anh còn lạnh lùng như vậy biết rõ cô thường nói dối và diễn trò anh vẫn thở dài cuối cùng bước đến trước mặt cô ngồi xuống hỏi đau lắm không Hỏa Yến nghiêm mặt. Đúng vậy, nhưng nếu anh nói vài lời quan tâm, có lẽ em sẽ hết đau. Tiêu giác, anh lại bị chọc tức đến mức cười lên. Thấy anh cười, Hỏa Yến liền chống cầm nhìn anh, kéo tay áo anh và nói. Được rồi, Tiêu Đô Đốc, đừng giận nữa. Lần sau em sẽ tự chăm sóc bản thân, không đùa giỡn với tính mạng mình nữa. Lần này làm anh lo lắng lâu như vậy, là lỗi của em, em cũng không biết chạm dịch đó còn có thể sai lầm như vậy. Làm cô phải chịu oan ức như vậy, Tiêu giác nhìn cô, thấy khuôn mặt cô cười đùa, không chút mệt mỏi, nhưng anh không biết rằng lúc không tìm thấy cô, trong lòng anh đã hoảng sợ như thế nào. Anh không giận, mà nhiều hơn là cảm giác bất lực khi không thể giúp được gì lúc cô gặp nguy hiểm. Nhưng anh cũng biết, nếu có lần nữa, Hỏa Yến vẫn sẽ làm cùng một lựa chọn, và anh cũng vậy. Nhưng cô vẫn còn đây, có thể vui vẻ đùa giỡn trước mặt anh, đó đã là phước lành từ trời, như vậy là đủ rồi. Sau một lúc lâu, anh nhìn Hỏa Yến, mỉm cười. Được, Hỏa Yến vui mừng. Vậy là đúng rồi, em. Nhưng anh sẽ không giúp em uống hết bát canh này. Hỏa Yến, Tiêu Giác, anh thực sự keo kiệt. Hai ngày sau, Hỏa Yến và Tiêu Giác đi thăm Hạ Thừa Tú. Hỏa Yến tưởng rằng sẽ gặp một cô nương đau buồn, sầu não, nhưng ngạc nhiên khi thấy Hạ Thừa Tú trông không đến nỗi nào. Khi Hỏa Yến gặp cô, cô đang lắc lư một cái trống nhỏ màu đỏ, chơi đùa với đứa trẻ trong giỏ trúc đứa trẻ mở to mắt, nhìn theo cái trống nhỏ, miệng líu lo không biết nói gì. Hạ thừa tú bị chọc cười, hỏa yến gọi một tiếng. Thừa tú cô nương. Hạ thừa tú mới nhìn thấy cô, kinh ngạc một lúc, rồi nói. Hòa cô nương. Hạ thừa tú gầy đi rất nhiều, quần áo trông rộng thùng thình, nhưng sắc mặt vẫn còn tốt, có lẽ do làm mẹ nên cô càng ngày càng dịu dàng. Hỏa Yến ban đầu chỉ muốn an ủi cô để hạ thừa tú dễ chịu hơn, nhưng bây giờ nhìn thấy, cô nhận ra những lời chuẩn bị dường như không cần thiết nữa. Thừa tú cô nương, dạo này cô có khỏe không? Hỏa Yến suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu như vậy. Tôi vẫn ổn. Hạ thừa tú cười nói. Có mộ hạ bên cạnh, thời gian cũng không khó qua lắm. Nghe vậy, Hỏa Yến cảm thấy hơi khó chịu, hạ thừa tú nhìn cô, cười nói. Hòa cô nương, không cần vì tôi mà buồn. Lúc mới biết tin Yến hạ, tôi khó lòng chấp nhận, thậm chí nghĩ đến việc đi theo anh ấy. Nhưng hiện tại có mộ hạ, những chấp niệm trước đây dần tan biến. Khi gà cho Yến Hạ, tôi đã biết sẽ có ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ đến nó lại đến sớm thế. Cô cúi đầu cười. Nhưng đó là lựa chọn của tôi, không có gì để nói nhiều. Yến Hạ đã đi, những người còn sống cũng phải sống tốt. Tôi nghĩ, trời không quá tàn nhẫn với tôi, chỉ còn để lại mộ hạ cho tôi. Cô vốn sống rất thông suốt, không cần hỏi Yến nói, Hạ Thừa Tú cũng tự hiểu. Chỉ là, Hòa Yến nghĩ, đôi khi quá thông minh và hiểu chuyện, có lẽ lại càng khiến người ta đau lòng hơn. Họ lại trò chuyện thêm một lúc, rồi Hòa Yến đứng dậy cáo từ. Sau đó, Hòa Yến lại đến nhà Hồng Sơn. Hồng Sơn không giống Thạch Đầu và Hoàng Hùng, nhà anh còn có em trai nhỏ và mẹ già. Mẹ Hồng Sơn ngày ngày khóc lóc, Hòa Yến giúp tìm trường học cho em trai Hồng Sơn và chu cấp chi phí cho mẹ anh. Giống như Hạ Thừa Tú nói, người đã mất thì không còn, người ở lại phải sống tốt. Những gì cô có thể giúp Hồng Sơn, đơn giản là chăm sóc người thân của anh. Vào mùa đông, quán rượu Lâm Giang treo cờ chữ. Rượu. Bay phấp phới trong gió. Một tráng hán cầm đại đao bước tới trước mặt người bán rượu, lớn tiếng hỏi. Ở đây có rượu hành hoa không? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên lỗ mãng mặt đầy sẹo, bộ dáng vô lại, liền có chút e ngại, nhỏ giọng nói. Xin lỗi khách quan, mùa đông không có rượu hành hoa, chỉ có rượu hoàng tử. Cô nghĩ rằng tên hắn tử hung thần ác sát này sẽ tức giận, nhưng không ngờ hắn chỉ nói. Cho ba bát hoàng tử. Đặt tiền lên bàn rồi đi thẳng vào trong. Người phụ nữ sừng sốt một chút, sau đó vội vàng đứng dậy, đi tới vò rượu bên cạnh lấy muỗng múc rượu. Vương bá nhìn qua quán rượu nhỏ bé này, thần sắc trầm mặc. Trước khi đến đây, hắn đã ghé qua phỉ trải, giao tiền thường cho huynh đệ, dặn họ sau này không cần cướp bóc nữa. nhìn trái bây giờ đầy đủ, sống bình yên cũng rất tốt, không cần tiếp tục cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao. khi đi cửu xuyên, hoàng hùng từng nói với hắn về quán rượu lâm giang, rượu hạnh hoa ở đây cực kỳ thơm ngon. hứa rằng khi đánh giặc xong sẽ mời hắn đến đây uống rượu. hắn vui vẻ đồng ý, nhưng bây giờ đến đây uống rượu chỉ còn mình hắn. thời gian trôi qua mà không để lại dấu vết, nhưng khắp nơi đều có dấu tích hắn không còn hung ác hiếu chiến như năm đó khi mới vào quân doanh những đứa trẻ trong trại nói rằng hắn bây giờ đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng như vậy cũng rất tốt có thể còn sống trở về đối với họ đã là một ân huệ của trời ba bát rượu nhanh chóng được bưng lên rượu hoàng tử nhà làm thoạt nhìn đục ngầu nhưng cay nồng hắn hơi ngửa đầu uống cạn chén rượu trước mặt từ yết hầu đến bụng dưới lập tức như thiêu đốt Lão ca. Hắn lau miệng, phun ra một ngụm hơi rượu, không biết đang nói với ai. Rượu không tệ. Không ai trả lời hắn. Một lát sau, hắn bưng hai bát rượu còn lại, đi tới trước cửa sổ. Trước cửa sổ, một cây liễu lay động trong gió, vào mùa đông cành lá đều trụi lùi, nhưng không bao lâu nữa, khi xuân đến, cây lại xanh tươi. Hắn chờ tay, rót hai bát rượu vào đất trước cây liễu, rượu thấm vào đất. Hắn yên lặng nhìn một lúc lâu, rồi khẽ nói cũng mời ngươi nếm thử. Trong quán phía Đông Thành, cô thiếu nữ bận rộn đã thay bộ váy màu lam nhạt, áo váy thêu một vòng lông thỏ mượt mà, trong búi tóc cài hoa cùng màu, làm khuôn mặt thanh tú của cô càng thêm đáng yêu. Vào đông, tiệm mì càng đông khách, sáng sớm mùa đông khắc nghiệt, ăn một bát mì Dương Xuân nóng hổi, có thể sưởi ấm từ trong lòng. Tôn Tiểu Lan bận rộn không ngơi tay, cuối cùng đưa lên tô mì cuối cùng, mới có thể tạm nghỉ một chút. Khi cô đang lau mồ hôi trên trán, bỗng thấy trong đám người có một dáng người quen thuộc đó là chàng trai da ngăm đen đi qua từ bên đường tôn tiểu lan nhìn thấy quen mặt không khỏi chăm chú nhìn thêm sau đó nhớ ra đầu xuân năm nay cô từng gặp chàng trai này đi cùng một chàng trai tuấn tu ít nói họ để lại trên bàn một chậu hoa sơn đào trong lòng cô thiếu nữ bỗng nhiên tràn ngập niềm vui liền muốn mở miệng gọi hắn nhưng có người sau lưng nói cô bé cho thêm một bát mì dương xuân ở đây Tôn Tiểu Lan đáp lời, rồi ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người qua lại, bóng dáng ấy đã không còn. Người đâu rồi, tiếng thúc giục sau lưng khiến cô không suy nghĩ nhiều, chỉ thầm nghĩ, thôi, hai chàng trai này chắc chắn ở Sóc Kinh, ngày sau chắc chắn sẽ còn gặp lại. Không chừng, vài ngày nữa họ sẽ đến tiệm mì này. Nghĩ đến đây, lòng cô lại vui vẻ trở lại, giữa tiếng người huyên náo, chỉ có chậu hoa sơn đào trên tủ gỗ của tiệm mì, vào đông trơ trọi, nhưng chậu hoa được miêu tả tỉ mỉ, như thể đang nở rộ giữa xuân. Tuyết chất đầy mái hiên, khi hỏa yến từ binh vụ phủ đi ra, trời đã tối. Mặc dù đùi bị thương, chiêu khang đế cũng đã tạm cho nàng nghỉ ngơi. Nhưng sau trận chiến tại Cát Quẩn, quân vụ bận rộn, nàng vẫn phải đến binh vụ phủ nghị sự cùng các đồng sự. Ban ngày, Thanh Mai đưa nàng đi, nhưng hôm nay ở lại lâu hơn, khi ra ngoài đã muộn trong binh vụ phủ chỉ còn lại một mình nàng hòa yến chống gậy đi ra định tìm người gọi xe ngựa thì thấy trên bậc thang có một người đứng đó mặc áo gấm màu xanh thiêu hoa văn đứng giữa tuyết như chiếu sáng cả vùng tiêu giác hòa yến vẫy tay gọi anh anh mỉm cười tiến về phía trước sao hôm nay anh có thời gian hòa yến đợi anh đến gần mới hỏi nếu nói nàng bận rộn tại binh vụ phủ thì tiêu giác còn bận hơn nhiều biết nàng chưa về nên anh đến đón anh nói Hỏa Yến bận rộn kéo tay anh, một tay vịn gậy, nhảy lò cò về phía trước. Cô không cảm thấy có vấn đề gì, chân đã khá hơn nhiều, chỉ là lâm song hoặc không biết đã nói gì với tiêu giác. Tóm lại, nhiều khi, Hỏa Yến cảm thấy mình như một người tàn phế. Cô đi hai bước, tiêu giác đột nhiên dừng lại. Hỏa Yến hỏi. Sao vậy? Ánh mắt anh rơi vào gậy trống của Hỏa Yến, nghĩ nghĩ, rồi đi đến trước cô, ngồi xuống một chút và nói. Lên đây đi, anh anh muốn cõng em hỏa yến hỏi mau lên không được đâu hỏa yến ngần ngại một chút đây là binh vụ phủ mỗi ngày em phải đến đây làm việc nếu bị người khác thấy sẽ tổn hại thanh danh người khác đều biết em ở cửu xuyên dũng mãnh thế nào giờ nhìn lại em ngay cả đi cũng phải có người cóng thật mất mặt em có lên không hỏa yến nói lên thì lên cô nhảy tới hai tay ôm cổ tiêu giác anh dễ dàng cõng cô lên tiêu giác cõng cô tiếp tục đi ra ngoài Hỏa Yến thì thầm vào tai anh. Coi như em không màng danh dự, còn anh thì sao? Người khác có thể nói đại ngụy Ngọc Diện đô đốc uy phong lẫm liệt, nhưng thực ra ở nhà lại là kẻ bị vợ quản nghiêm. Hòa đại tiểu thư. Tiêu giác giọng điềm tĩnh. Khi không muốn nói chuyện, em có thể im lặng. Hòa Yến nói. Anh thừa nhận anh là kẻ bị vợ quản nghiêm. Lúc này, tiêu giác thường không để ý đến cô. Ban đêm gió thổi ào ạt, đường đi lạnh lẽo vô cùng, nhưng lưng anh ấm áp và vững chãi như thế có thể gánh vác cả tương lai." Hoa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác thật lợi hại hơn Hòa Vân Sinh. Nếu là Hòa Vân Sinh cõng cô đi một đoạn dài như vậy, chắc chắn đã sớm mắng cô còn chê cô nặng." "Tiêu Đồ Đốc." Hoa Yến giọng nhẹ nhàng, thở ra hơi ấm vào cổ anh, mang theo cảm giác ngứa ngáy. "Đây có phải là lần đầu tiên anh cõng cô nương?" Tiêu Giác giọng rất lạnh lùng. "Em là cô nương sao?" "Không ai nhìn thấy." Khóe miệng anh khẽ cong lên, trong mắt hiện rõ vẻ yêu thương em không phải cô nương sao hỏa yến nghi hoặc hỏi vậy anh thích nam nhân tiêu giác im lặng có lẽ đi cùng anh lâu khả năng chọc tức người khác của hỏa yến ngày càng giỏi đôi khi tiêu giác cũng không nói lại cô nhưng có lẽ là anh lười tranh cãi thôi cô thắng một ván liền dương dương tự đắc bóng đêm vắng vẻ tuyết và mặt trăng trắng bạc một đầu yên tĩnh đầu kia là phố chợ đêm đèn đuốc lấp lánh họ đi ngược lại với sự náo nhiệt trên đường góc phố dưới mái hiên ánh đèn hắt lên tuyết, trong sân nhà có cây mai nở hoa, từ hàng rào thưa thớt vươn ra, run rẩy đẹp đẽ. Gió tuyết ùa về, nhưng lòng cô lại yên tĩnh, trên đường về nhà, bóng đêm thật đẹp. Cô nằm trên lưng tiêu giác, nhìn lên mặt trăng, gọi anh. Tiêu giác, anh, ờm, ừ. một tiếng, nghe Hòa Yến nói. Anh nói xem, 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, mặt trăng có gì khác với bây giờ không? Tiêu giác dừng lại. Không biết. Một lát sau, anh trả lời. Em muốn xem mấy chục năm sau, mặt trăng có gì khác với hiện tại? Tiêu giác nước nhìn, mặt trăng lạnh như mày, hoa lê phủ tuyết, giọng nói mềm mại yên tĩnh của cô trên lưng anh, làm người ta an tâm. Anh cũng muốn biết. Ánh mắt anh dịu dàng, lấp lánh như nước thu, nhẹ giọng nói. Vậy, cùng nhau xem đi. Cùng nhau ngắm, mặt trăng sau 10 năm, 20 năm, 50 năm nữa. Khóe miệng hòa yến chậm rãi nhếch lên. Về sau sẽ thế nào? Có lẽ 10 năm sau đường phố đã không còn như bây giờ, có lẽ 20 năm sau gió tuyết sẽ lạnh hơn, có lẽ 50 năm sau cô và Tiêu Giác đều đã tóc trắng xóa. Nhưng mặt trăng có lẽ vẫn như đêm nay, dù có khác biệt cũng không sao. 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, núi sông xa xôi, thế sự thay đổi, cô không biết, nhưng cô biết rõ. Cô mãi mãi thích mặt trăng. Một bông tuyết rơi vào lọn tóc trước mặt anh hỏa yến nhẹ nhàng phủi đi. Chỉ cảm thấy mọi thứ bình thường, ánh trăng sáng, gió mát, đêm nay thật đẹp. Về nhà thôi. Cô cười tùm tìm dục. Được. mươi 268, phiên ngoại ung dung tự tại một Tháng tư ở Sóc Kinh, thời tiết ngày càng ấm áp. Bên bãi sông, các hài đồng đang thả diều giấy, dây kéo thật xa, thì nhau xem ai thả diều cao hơn. Tiếng cười vang vọng khắp bãi, thu hút người qua đường dừng lại xem. Gần cổng thành, vài chiếc xe ngựa dừng lại, có người đang chuẩn bị rời kinh, người thân đến tiễn biệt. Đối diện xe ngựa, một thanh niên mặc trường bào đang lải nhải không ngừng, lời nói cẩn thận. Đường xa xôi, các ngươi phải chú ý an toàn, xa xôi ghét nhất là sóc này, phi ôm nàng, nhớ đắp thêm tấm thảm. Hòa vân sinh, nữ tử đối diện không nhịn được cắt lời. Người nói mãi như vậy, đến tối chúng ta không thể xuất phát. Đúng vậy. Đứng bên cạnh Hòa Vân Sinh, một nữ tử hoán trách liếc hắn, nhìn Hòa Yến. Tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi tế dương, ta và Vân Sinh sẽ chăm sóc tốt trong nhà. Hòa Yến gật đầu, vào xe ngựa, tiêu giác ôm tiêu diêu, vẫy tay với Hòa Vân Sinh và Tống Đào Đào, tiêu diêu ngọng nhịu nói. Cứu cứu, cứu mẫu, gặp lại, trên đường ngoan chút. Hòa Vân Sinh cúi gần tiêu diêu, bẹo má nàng, mỉm cười. Trở về cứu cứu mua kẹo cho ngươi. Tiêu diêu cắn đầu ngón tay cười với hắn. Được rồi, các ngươi về đi tiêu giáp nói. Chúng ta đi. Màn xe ngựa được buông xuống, xe chạy hướng ra ngoài thành. Thời gian trôi nhanh, đã 7 năm kể từ trận chiến với ô thác. 7 năm, đủ để một thiếu niên trưởng thành thành nam tử Hán. Hòa Vân Sinh đã không còn là cậu bé bán bánh với Hòa Yến. Những năm qua, võ nghệ xuất chúng, chăm chỉ, được chiêu khang đế trọng dụng, từng bước thăng tiến, nay đã là ngũ doanh phó thống lĩnh. Trước quan thăng tiến, người khác nhìn thấy hắn cao ngạo xa cách, nhưng chỉ có Hòa Yến biết, Hòa Vân Sinh vẫn như trước, tình cảm, quan tâm. Tính tình này khiến Tống Đào Đào để ý. Tống Đào Đào kết hôn với Hòa Vân Sinh 4 năm trước. Việc hôn nhân của họ vượt quá dự đoán của Hòa Yến. Trước đó, Tống Đào Đào được định thân với Trình Lý Tố. Nhưng hai người không thể yêu nhau, sau vài năm, Tống gia và Trình gia hủy hôn ước. Vừa hủy hôn, Tống Đào Đào liền đến Hòa gia tỏ tình với Hòa Vân Sinh, khiến mọi người ngạc nhiên. Tống lão ra gần như tức giận đến chết. Tống phu nhân cho rằng Tống Đào Đào hành động quá khác thường, chỉ có Trình Lý tố ủng hộ. Trình Lý tô bí mật đến Tống ra cổ vũ. Tống cô nương, ngươi cuối cùng làm một việc khiến ta bội phục. Đừng để ý người khác nói. Hòa Vinh là thanh niên tài tuấn số 1 số 2 ở Sóc Kinh, qua cơ hội này sẽ không có nữa. Ngươi đừng từ bỏ vì lời người khác. Yên tâm, ta hôn phu trước của ngươi sẽ giúp ngươi thành công. Trình Lý tố khích lệ Tống Đào Đào sau đó lại đi tìm Hòa Vân Sinh, Hòa Yến một lần tận mắt thấy Trình Lý Tố khuyên Hòa Vân Sinh. Hòa thúc thúc, vị hôn thê trước của ta, dù ngang ngược tùy hứng, nhưng cũng xinh đẹp, trong nhà giàu có, quan trọng là yêu ngươi, nếu không, thử sống cùng nàng xem. Biết đâu lại có tình cảm. Hòa Vân Sinh lạnh lùng đáp. Sao ngươi không thử, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng mà. Trình Lý Tố thành khẩn nói. Hòa Yến nghe toàn bộ cuộc đối thoại, nghĩ rằng Trình Lý Tố thật là người thích quấy rối. Ban đầu, Hòa Vân Sinh không thích Tống Đào Đào. Hòa Yến hiểu rõ đệ đệ này, hắn thích cô nương như Hạ Thừa Tú hoặc Bạch Mộ Vi, ôn nhu đáng yêu. Nhưng Tống Đào Đào dính lấy hắn, hắn không bị lay động. Khi Tống Đào Đào không đến Hòa Gia nữa, Hòa Vân Sinh sau cùng xấu hổ nhờ Hòa Yến đến Tống ra cầu hôn. Hòa Yến không biết nói gì, từ cháu dâu tiêu giác trở thành em dâu, Tống Đào Đào thân phận thay đổi. Hòa Yến không để ý lời người khác, chỉ cảm thấy duyên phận không có lý lẽ. Ai biết được Tống Đào Đào vốn là vị hôn thê của nàng. Chuyện thiếu niên không nói trước được, để họ tự do, cuối cùng nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Nam nhân thường khẩu thị tâm phi, trình lý tố vẫn độc thân, nhà không dám đính hôn cho hắn sau sự việc của Tống Đào Đào. Nhưng hắn không để tâm, mỗi ngày vội giao hữu, vui vẻ với mèo chó, vẫn là phế vật công tử. Trình ra hy vọng hắn tiến bộ, nhưng sau đó cũng mặc kệ. Trên đời, người không lo nghĩ cũng là một hạnh phúc xe ngựa sóc này tiêu diêu trốn trong lòng tiêu giác mở to mắt nhìn phong cảnh bên ngoài không khóc cũng không quấy đầy sự tò mò hỏa yến vỗ tay một cái nàng liền lập tức quay đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm hỏa yến mắt ướt long lanh khiến hỏa yến bật cười tiêu giác anh bật cười làm mẹ như ngươi đường dài lắm hỏa yến xem thường không tìm chút niềm vui thì thật buồn chán tiêu diêu sắp lên ba khi nàng chào đời, Lâm Song Hạc gọi cả cha và ông mình đến chờ ngoài cổng tiêu ra để đề phòng sự cố. May thay, tiêu diêu ra đời rất thuận lợi, Hỏa Yến không chịu quá nhiều khổ cực, tiểu gia hỏa cũng rất ngoan. Tính tình nàng không giống Hỏa Yến năng động, cũng không bằng tiêu giác điềm tĩnh, Hỏa Yến cảm thấy nàng ngốc nghếch như cái đồ ngốc. Chỉ cần một con châu chấu cũng khiến nàng cười ngây ngô cả ngày, rất dễ chăm sóc. Cũng vì vậy, lần này đi tế dương, nàng quyết định mang tiêu diêu theo. Hỏa Yến và Tiêu Giác đi Tế Dương để dự tiệc mừng của Mục Tiểu Lâu. Năm đó, lần đầu ở Tế Dương cứu Mục Tiểu Lâu từ tay kẻ xấu, nàng chỉ là cô bé 11 tuổi, giờ đã thành thiếu nữ. Không chỉ vậy, Mục Hồng Cầm đã truyền ngôi vương nữ cho nàng. Lần này Mục Tiểu Lâu kết hôn với vương phu, Mục Hồng Cầm đã gửi thiệp mời Hỏa Yến và Tiêu Giác, hy vọng họ có thể đến Tế Dương dự lễ. Kể từ khi đánh bại người Ô Thác, Đại Ngụy đã được yên bình. Ngoài việc luyện binh, không có chuyện gì quan trọng. Hỏa Yến và Tiêu Giác xin phép chiêu khang đế để mang Tiêu Diêu đi tế dương. Hỏa Yến nghĩ, nếu Liễu Bất Phong còn sống, chắc chắn sẽ rất vui khi thấy cháu gái Mục Hồng cầm bước vào cuộc sống mới. Liễu Bất Phong không còn, nên nàng thay mặt nhìn xem. Hơn nữa, nàng cũng rất nhớ những người bạn ở tế dương. Xe ngựa chạy ra ngoài thành, trên đường có người bán đào, xe ngựa liền dừng lại, Hỏa Yến nghe tiếng lâm song hạc ngoài xe. Hỏa muội muội, đường xa, mua hai quả đào ăn đi. Phi nô phía trước rừng xe ngựa lại, Hòa Yến xuống xe, Lâm Song Hạc đang đứng trước người bán hàng rong chọn đào trong giỏ trúc, Hòa Yến nhìn mà muốn cười. Nàng dựa vào xe ngựa nói. Ngươi không phải nói, không ăn đồ của người bán rong sao. Lâm Song Hạc giả vờ không nghe, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Quả đào này nhìn không tệ, mua cho diu diu nếm thử. Bảy năm trôi qua, Lâm Song Hạc từ công tử áo trắng nhẹ nhàng, thành công tử áo trắng niên kỳ lớn hơn 7 tuổi. Ngoài hình dáng không thay đổi nhiều, sự cầu kỳ trong cách sống vẫn không đổi. Sau trận đại chiến ô thác, trở về Sóc Kinh, hắn trầm lặng nửa năm. Sau đó mở một y quán trong thành Sóc Kinh, lâm ra y quán có nhiều, nhưng quán của hắn đặc biệt. Chỉ truyền dạy y thuật, không chữa bệnh. Trong thành, các đại phu đam mê y thuật thường đến nghiên cứu, mấy năm nay nghĩ ra nhiều phương pháp kỳ diệu, danh tiếng của lâm song hạc dần vượt qua lâm mục về y thuật có thành tựu nhưng chuyện hôn nhân của hắn vẫn là vấn đề đau đầu của Lâm Gia Trình Lý Tố dù chưa thành thân nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn Lâm Song Hạc các đồng môn như Tiêu Giác đã có con cái chỉ mình hắn lẻ loi nhưng nói hắn lạnh lùng cô độc cũng không đúng nữ tử khắp kinh thành đều là muội muội của hắn y quán mỗi ngày náo nhiệt chỉ là chưa gặp người khiến hắn hồi tâm nên không ép buộc Hỏa Yến đến bên Lâm Song Hạc cùng hắn chọn đào quả đào tươi mới, nhìn rất ngọt, nàng chọn vài quả, cảm thán. Nếu thanh mai ở đây thì tốt, nàng giỏi chọn trái cây. Đừng. Lâm song hạc đáp ngay. Một tiêu hoài cần là đủ rồi, người muốn ta xem bọn họ chủ tớ cùng nhau mang con sao. Hắn nói rồi đưa tay lên chán. Trước kia ta không nghĩ nam nhân làm cha lại thành ra thế này. Sau khi tiêu giác có tiêu diêu, dù ở bên ngoài, anh cũng ôm tiêu diêu không buông tay, thường ngày rất chiều chuộng nàng điều này không sao, vì tiêu diêu tính tình ôn hòa, dễ chăm sóc. Còn tiểu tử xích ô nhà kia thì suốt ngày gây chuyện, nghịch ngợm. Mỗi lần thanh mai cầm cây đuổi trong sân, gà bay chó chảy. Xích ô lại bênh vực. Hai tử còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng hung ác, buông cây gậy xuống, có gì nói rõ. Tình huống này thường kết thúc bằng việc thanh mai đánh cả xích ô. Đôi khi hỏa yến nhìn mà thở dài, nàng thật không ngờ, cô bé hầu gái yếu đuối hay khóc ngày xưa, giờ lại có thể hung hãn như vậy. Thanh Mai và Sích Ô kết hôn 3 năm sau trận chiến ô thác. Trước đây, Hòa Yến thường đùa giỡn Thanh Mai, nhưng không để tâm. Thanh Mai thích ai, muốn lấy ai, phải nhìn vào tâm tư của nàng. Cuối cùng, hai người họ có duyên, lưỡng tình tương duyệt, ở cùng nhau. Lần này đi Tế Dương, ban đầu Hòa Yến định để Thanh Mai và Sích Ô cùng đi, ai ngờ phát hiện Thanh Mai có bầu, không nên đi đường xa, nên Hòa Yến để Thanh Mai nghỉ ngơi tại phủ xích ô ở lại chăm sóc. Hỏa Yến chọn vài quả đào, Lâm Song Hạc đã trả tiền, nàng lấy nước sạch từ thùng gỗ của người bán hàng rong rửa sạch quả đào, rồi quay lại xe ngựa. Này! Nàng đưa quả đào cho tiêu giác. Nếm thử! Tiêu giác nhận quả đào, dùng dao gọt vỏ, cắt một miếng nhỏ đút cho tiêu diêu, nàng ăn một chút, vui vẻ nói. Còn muốn! Hỏa Yến! Đôi khi nàng cảm thấy như hai người đổi vai trò làm cha mẹ. Nàng dậy tiêu diêu đi thậm chí dạy nàng cầm đá nhỏ, tính dạy võ công khi nàng lớn hơn. Tiêu giác thì lo từng việc nhỏ nhặt như tiêu diêu ăn gì, mặc gì, chơi gì. Trong việc chăm con, sự kiên nhẫn của hắn ngang ngửa với hạ thừa tú. Hạ thừa tú, mộ hạ bây giờ đã 7 tuổi, hắn rất giống yến hạ, cao hơn so với các bạn cùng trang lứa. Dù phụ thân đã qua đời khi hắn chào đời, nhưng may thay, gia đình Yến gia và bạn bè của Yến Hạ quan tâm đủ để hắn không sinh ra tự ti hay ai hoán, hắn rất hoạt bát, lòng háo thắng mạnh mẽ. Thầy cung mã nói cưỡi ngựa của hắn cần cải thiện, hắn khổ luyện suốt ba tháng và giành hạng nhất trong cuộc thi. Lần trước khi thấy mộ hạ, tiểu thiếu niên cầm trường kiếm, nhìn tiêu giác cười nói. Tiêu đô đốc, vài năm nữa, người sẽ là bại tướng dưới tay ta. Nghe vậy, hỏa yến không nhịn được cười, yến mộ hạ ngước mắt nhìn nàng, nói cười cái gì mà cười, ngươi cũng bao gồm trong đó. Hỏa Yến thấy tiểu thiếu niên thắt cao đôi ngựa, mặc áo bào màu bạc, cầm trường thương này thực sự giống Yến hạ năm đó. Hạ thừa tú cười nói. Tính tình hắn vậy đó, nói nhiều lần không thay đổi, ngươi đừng để ý. Không, hắn rất đáng yêu. Hỏa Yến cũng cười. Mộ hạ rất giống Yến huynh. Hạ thừa tú cúi đầu. Đúng vậy, ai cũng nói thế. Hỏa Yến cảm thấy, tính tình của Yến mộ hạ không thể tốt hơn nữa, ít nhất sự hoạt bát của hắn mang lại nhiều an ủi cho Hạ Thừa Tú. Ngoài việc chăm sóc Yến Mộ Hạ, Hạ Thừa Tú còn đi hỗ trợ ở học quán. Mấy năm trước, ở Sóc Kinh lập nữ từ học quán Vịnh Nhữ Đường, do phu nhân Ngụy Huyền Trương của Hiền Sương quán chủ quản lý, được Chiêu Khang Đế đồng ý. Bây giờ trong triều có Vũ An Hầu, một nữ tướng, trong tương lai, khi Vịnh Nhữ Đường bồi dưỡng được một nhóm nữ tài có trí, ai biết được liệu con nữ quan hay không. Dù chậm chạp, nhưng tất cả đang dần thay đổi tốt hơn hòa tâm ảnh cũng hỗ trợ ở vịnh nhữ đường sau khi ngụy huyền trương qua đời hòa tâm ảnh ngày ngày bầu bạn cùng ngụy phu nhân tình cảm rất sâu đậm ngụy phu nhân nhận nàng làm con gái nuôi nàng làm giáo sư cầm nghệ tiên sinh tại vịnh nhữ đường dạy các nữ tử trẻ và ngày càng rộng lượng, không còn chấp nhất như trước hỏa yến thường xuyên đến thăm nàng nghe nói có một giáo sư trẻ ở vịnh nhữ đường rất ngưỡng mộ hòa tâm ảnh hỏa yến cho người điều tra tiên sinh đó là người lòng rộng lượng. Nhưng hòa tâm ảnh nghĩ gì, cần hỏi chính nàng, còn nhiều thời gian, không cần vội vã. Tiêu diêu ăn no quả đào, rồi ghé vào tiêu giác ngủ thiếp đi, hòa yến khẽ hỏi. Mệt không, có muốn ta ôm một lát? Tiêu giác lắc đầu. Không mệt. Hòa yến nhìn tiêu diêu treo trên người hắn, trong lòng cảm thán, thật đúng là con nàng, ăn được ngủ được, rất dễ nuôi. Nàng xốc rèm xe ngựa, nhìn ra ngoài, thấy ven đường nước sông, bờ đê xanh, trời ấm áp cùng gió, nhìn mà buồn ngủ kéo đến. Nàng tựa vào vai tiêu giác, bất giác cũng như tiểu cô nương trong lòng tiêu giác, ngủ thiếp đi. Bảy năm sau, Tế Dương Thành Trông không khác mấy so với bảy năm trước. Tại Cổng Thành, nghe tin Thôi Việt Chi đã chạy đến từ sáng sớm. Khi Hỏa Yến cùng đoàn người xuống xe ngựa, đầu tiên thấy Thôi Việt Chi cùng bốn tiểu thiếp của hắn. Thôi Việt Chi vẫn như trước, tròn trịa, thô mộc, nhưng đã già đi chút đại di nương và tứ di nương mỗi người bế một đứa bé, đây chính là Thôi Diễm và Thôi Oanh Oánh, con trai và con gái của Thôi Việt Chi, từ đại di nương và tứ di nương sinh ra. Nhị di nương vẫn đẹp như trước, tam di nương đi hai bước liền họ yếu đuối, không thay đổi nhiều. Hỏa Yến đến trước mặt họ, bẹo má Thôi Oanh Oánh, khuôn mặt mềm nhũn, không kém gì tiêu diêu, cười nói. Thôi đại nhân, đây là Diễm Nhi và Oanh Oánh. Thôi Việt Chi đắc ý nói. Thế nào, Mọi người đều nói hai đứa càng lúc càng giống Tiêu Đô Đốc, ta cũng thấy có chút giống. Hỏa Yến, dù nàng thừa nhận thôi diễm và thôi oanh oánh thanh tú, không giống thôi Việt Chi lắm, nhưng việc này cũng không thể kéo quan hệ với Tiêu Giác được. Thôi Việt Chi vừa thấy Tiêu Diêu trong lòng Tiêu Giác, mắt sáng lên. Ai nha, đây chính là Diêu Diêu, đáng yêu quá, cùng Diễm Nhi của chúng ta thật sự là kim đồng ngọc nữ, nếu không thì. Tiêu Giác chặn hắn lại, ánh mắt lạnh lùng, nói: Thôi Việt Chi. Nhị Di Nương vội kéo Thôi Việt Chi lại, cười nói. Lão gia thích đùa quá, tiêu cô nương còn nhỏ mà. Tiêu Diêu không hiểu rõ, nhìn Thôi Việt Chi, rồi nhìn Tiêu Giác, cuối cùng hướng Hỏa Yến giơ tay muốn được ôm. Nương. Hỏa Yến ôm lấy nàng, lâm song hạc ho nhẹ một tiếng. Đây không phải nơi nói chuyện, thôi lão gia, chúng ta đến phủ rồi nói. Phủ đệ của Thôi Việt Chi rất lớn, lần này đến Tế Dương, họ vẫn ở tại Thôi Phủ như lần trước khi trước hỏa yến và tiêu giác còn là quan hệ cấp dưới giờ trở lại đã là vợ chồng còn mang theo tiểu hải tử thực sự là chuyện đời khó lường hỏa yến ôm tiêu diêu đi phía sau hiếu kỳ nhìn thôi việt chi khẽ hỏi đại di nương và tứ di nương đã sinh con cho thôi đại nhân sao vẫn là thiếp thất như vậy thôi tiểu công tử và thôi tiểu thư chẳng phải là con thứ thứ nữ sao trước kia nàng nghĩ thôi việt chi chỉ có bốn thiếp thất cuối cùng sẽ lấy một vợ nhưng qua nhiều năm hắn vẫn chưa lấy vợ, dù thiếp thất đã sinh con, điều này khiến Hòa Yến khó hiểu. Tiểu Hòa Đại Nhân không biết. Thôi Việt Chi cười nói. Phong tục tế dương khác trung nguyên, tế dương nữ tử một khi gả cưới, rất ít tay giá, nếu nhà chồng có chuyện, phải thủ tiết cả đời. Ta làm trung kỳ, không biết khi nào mất mạng, cưới vợ là hại người ta. Thiếp thất thì khác, nếu ta chết, các nàng còn có thể tìm nơi khác. Ai ngờ mệnh ta tốt, những năm này sống tốt, nhưng đã quen với bốn nàng, nếu lấy ai làm chính thê, trong viện còn yên tĩnh sao? Cứ vậy cũng tốt. Thôi Việt Chi cảm thán. Đối xử như nhau, ai cũng là người ta yêu nhất. Con thứ cũng chẳng sao, không có gì phân biệt cao thấp. Hỏa Yến không biết nói gì thêm, chỉ có thể nói, Thôi Việt Chi thật không hổ là nam nhân trải qua bốn lần tình nhân cầu, góc nhìn sự việc kỳ lạ, nhưng vẫn có lý. Khi đến Thôi Phủ, một quản gia trung niên ra đón, lâm song hạc liền hỏi. Trung Phúc đâu? hắn nhớ lần trước đến tôi phủ quản gia là một ông lão tóc hoa dâm trung phúc đã qua đời một năm trước thôi việt chi nói ông ấy lớn tuổi qua đời trong giấc ngủ đây là con trai ông ấy trung quý hỏa yến cũng có chút hoảng hốt đến lúc này mới rõ ràng cảm nhận thời gian đã qua 7 năm dù tế dương có nhiều điều tương tự như trước nhưng không còn là 7 năm trước thôi việt chi đã cho người dọn dẹp viện từ trước khi họ đến hỏa yến và mọi người sắp xếp xong tiêu diêu đã ngủ nàng đặt nàng lên giường, đắp chăn, rồi nhìn quanh phòng, bất chợt nhớ lại năm đó, nàng nằm trên giường hẹp ở đây nhìn thôi Việt Chi tỉ mỉ bố trí xuân đồ. Tiêu giác nhìn nàng, thấy Hòa Yến đứng bên giường hẹp, mỉm cười đăm chiêu, nhớn mày nói. Hòa đại tiểu thư, người tiếc núi lần này thôi Việt Chi không treo bức tranh sao? Hòa Yến lấy lại tinh thần, lắc đầu. Sao có thể, còn có diêu diêu ở đây, thôi đại nhân rất hiểu mực thước. Nàng quả thật lộ ra chút tiếc núi chưa thỏa mãn như vậy tiêu giác nhìn mà vừa bực vừa buồn cười dù tiêu diêu đã sắp ba tuổi nhưng hòa yến ngày càng dạn dĩ có lẽ do nàng thường ngày thao luyện tân binh ở diễn võ trường cả ngày ở cùng những thiếu niên thanh niên càng ngày càng phóng khoáng cũng càng ngày càng không kiêng rè thấy tiêu diêu ngủ ngon nàng khẽ nói ta có chút đói bụng để nha đầu đến trông diêu diêu chúng ta đi ăn chút gì đó tiêu giác gật đầu Đồ ăn ở Thôi Phủ vẫn tinh xảo như xưa. Lúc ăn cơm, Hòa Yến liền nhắc đến Mục Tiểu Lâu và Vương Phu. Thôi Việt Chi nói. Tần gia đại công tử, ta đã thấy, dung mạo đẹp, thân thủ tốt. Lần trước Tiểu Điện Hạ vùng trộm đi chơi, gặp người xấu, vẫn là tần đại công tử cứu nàng. Tiểu Điện Hạ mắt không sai, trong tế Dương Thành, nam tử đẹp như tần đại công tử không nhiều. Thôi Việt Chi xem người, trước hết xem tướng Mạo. Nhưng Hòa Yến biết, vị tần đại công tử này thực sự không có vấn đề. Nàng lệnh Bạch Nhàn đi thăm dò, trước đây vài năm Loan Ảnh bị thương khi làm nhiệm vụ, không thể làm việc nặng, Bạch Nhàn đã trưởng thành, thay Loan Ảnh làm việc. Hắn tính tình hoạt bát, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Hắn cũng rất thích hỏa yến, nhất là thích theo thùa của nàng, thường hỏi xin một cái, có thời gian vì xin quá siêng năng, tiêu giác không vui, tìm cơ hội đuổi hắn đi nơi khác làm việc. Hỏa yến dù không thích làm nữ công, nhưng trong đời, gặp được người thưởng thức tài năng của mình không dễ mỗi lần bạch nhàn tán thưởng nữ công của nàng tinh diệu tuyệt luân từ phế phủ hỏa yến đều cố gắng thỏa mãn yêu cầu của hắn bạch nhàn thăm dò trở về vị tần tiểu công tử này là chính nhân quân tử có thể phó thác trung thân theo tiêu giác hỏa yến là lo lắng quá dù sao mục tiểu lâu muốn thành thân mục hồng cầm chắc chắn đã điều tra rõ nội tình của tần đại công tử từ lâu nhưng hỏa yến cảm thấy mục tiểu lâu là cháu yêu của liễu bất phong nàng nên tận tâm tận lực ngày mai trong tiệc cưới các ngươi sẽ thấy hắn thế nào thôi việt chi nói rồi cảm thán tiểu điện hạ đã trưởng thành sát phạt quyết đoán giống hệt điện hạ năm đó chúng ta những lão già này cũng đã già sau này là thiên hạ của người trẻ nhị di nương lũng nịu nói lão già có thể không gọi là già gọi là nắm lễ cẩn thận hòa yến thật là tốt một cái nắm lễ cẩn thận sau khi dùng cơm và nói chuyện một hồi, tiêu diêu cũng tỉnh. Đại di nương phân phó phòng bếp làm đồ ăn cho tiểu hài tử, hòa yến và tiêu giác lại cho tiêu diêu ăn, đợi tiêu diêu ăn no rồi, mới chơi với nàng. Trời dần tối, tứ di nương gõ cửa, hòa yến đi ra, nghe tứ di nương nói. Hòa cô nương, chút nữa ta muốn đi thành phố nước mua lụa đỏ cho lễ cưới ngày mai, ngài có muốn cùng đi chọn một chút không? Lụa đỏ tế dương khác trung nguyên lắm. Hòa yến quay đầu hỏi tiêu giác có muốn cùng đi không? Quá nhiều người, diêu diêu không tiện. Tiêu giác ngừng một chút rồi nói. Ngươi đi đi, ta dỗ nàng ngủ xong rồi tới tìm ngươi. Tiêu diêu trước khi ngủ muốn có người dỗ, ban đầu là hòa yến dỗ, cho đến một ngày tiêu giác nghe nàng kể chuyện trước khi ngủ, một nữ hiệp, một đao chém đứt đầu cường đạo, đầu lăn lộc cộc đến trước mặt nữ hiệp. Tiêu diêu nhìn nàng chằm chằm, nghe say xưa, sau đó tiêu giác không để hòa yến dỗ tiêu diêu ngủ nữa. Hỏa Yến nói với Tứ Di Nương, được chúng ta đi trước thôi tứ di nương cười nói tốt thành phố nước ở tế dương vẫn náo nhiệt như xưa thủy thần lễ đã qua các tiểu thương vẫn chưa rời đi gần hai năm nay lệnh thông hành trong thành tế dương được nới lỏng hơn trước nhiều thương nhân đến tế dương buôn bán thành phố nước ngày càng phồn hoa hàng hóa từ tây vực đến giang nam đều có thể thấy tứ di nương nhỏ tuổi nhất cùng tuổi với hỏa yến vừa đi vừa nói với hỏa yến bây giờ trong thành khác trước Tiểu Hòa Đại Nhân có cảm thấy náo nhiệt hơn trước không? Hỏa Yến cảm thán. Đúng vậy. Trên dòng sông, các thuyền lớn nhỏ đèn đốt sáng choang, chiếu sáng hai bờ như ban ngày, người bán hàng rong ra sức giao hàng. Hoa Yến vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng thấy đồ chơi mới mẻ, liền mua dự định cho tiêu diêu chơi. Bây giờ nàng không còn là tiểu binh nghèo rất mồm tơi, cũng có bổng lộc, sau trận chiến năm đó, quân công và ban thường chất đầy viện tử. Những năm này, dù hầu bao không sung túc, nhưng cũng không như trước dẹp như bánh tráng hai nàng đi trong đám đông thỉnh thoảng có thanh niên tế dương đi qua ánh mắt không ngừng liếc nhìn hỏa yến hỏa yến chú ý đến ánh mắt của họ liền hỏi tứ di nương trên mặt ta có gì sao tứ di nương cười giải thích không phải tiểu hòa đại nhân họ thấy ngài đẹp trong lòng hâm mộ hỏa yến lấy tay che miệng khẽ khụ hai tiếng quá khen tứ di nương cười không nói hán tử tế dương không hiểu sự khác biệt giữa tóc búi của phụ nữ trung nguyên chỉ nhìn cô nương trẻ này mặt mũi tươi sáng như gió mát tự nhiên sinh ra lòng hâm mộ dù sao ai cũng thích cái đẹp nhưng như nhị nãi nãi cũng không biết làm sao lớn lên bảy năm trôi qua thời gian không để lại dấu vết giả yếu trên nàng dung mạo không khác mấy năm đó nhưng giữa lông mày hào hùng lại thêm chút ôn nhu chút ôn nhu đó kết hợp với vẻ hào sảng khiến nàng như viên minh châu sáng giữa đám đông rất khó để ai đó lờ đi hỏa yến thấy phía trước có người tụ tập bước tới hai bước thấy người bán hàng rong ngồi trước cái nồi sắt thuần thục múc đường đỏ trong nồi vẽ phác thảo trên tấm đá trắng liền vui vẻ nói là đồ chơi bằng đường trong sóc kinh không có đồ chơi bằng đường sao tứ di nương ngạc nhiên vì sao nàng kích động như vậy có nhưng không đẹp bằng ở tế dương cũng không nhiều loại như vậy hỏa yến cười nói nếu đã tới mua một cái tối nay mang về cho diêu diêu ăn nàng nói với tứ di nương. Quá nhiều người, ngươi chờ ở đây, ta mua xong sẽ trở lại. Tứ di nương còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hỏa Yến đã thẳng tiến vào đám đông, hướng tới chỗ người bán đồ chơi bằng đường. Hỏa Yến chen đến trước, móc ra một chuỗi tiền đồng, nói. Tiểu ca, ta muốn một con hổ lớn, làm cho uy phong chút. Được rồi. Người bán hàng rong tay rất khéo, chỉ chốc lát, một con hổ lớn uy phong đã dính trên cây thăm bằng trúc. Hỏa Yến đưa tiền, một tay nhận đồ chơi bằng đường rất hài lòng trước đây thanh mai làm cho tiêu diêu một con hổ vải tiêu diêu rất thích ăn cơm cũng ôm đi ngủ cũng ôm sau này con hổ vải vô tình bị rơi vào chậu than cháy hỏng tiêu diêu khóc cả nửa ngày thanh mai chưa kịp làm con mới hỏa yến bọn họ lại phải lên đường đến tế dương tiêu diêu thích hổ như vậy thấy con hổ bằng đường này chắc chắn sẽ rất vui hỏa yến cầm con hổ bằng đường trong tay từ trong đám đông bước ra vừa muốn rời đi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau, dường như mang theo chút trần chờ và không chắc chắn, nói. A à, hòa. Hỏa Yến quay đầu lại, thấy một nam tử mặc áo xanh đứng cách nàng không xa, thần sắc kinh ngạc lại phức tạp. Sở, tứ công tử. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.